Thưa quý vị, chỉ với một chiếc điện thoại di động, bạn đã có thể đặt taxi, order đồ ăn, mua sắm trực tuyến, kiểm tra sức khỏe. Hay với những chiếc máy tính, chủ doanh nghiệp có thể ký các hợp đồng, văn bản từ xa, họp Zoom trực tuyến, cũng như các phần mềm kê khai, quản lý nhân sự. Nhờ có công nghệ mà các hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ ngày càng tiện ích, tăng năng suất và chất lượng. Như vậy, có thể thấy trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo luôn được coi là cơ sở quan trọng hàng đầu cho sự phát triển nhanh và bền vững. Và thực tế thấy rằng, phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo công nghệ đã tích cực tạo đà phát triển xã hội. Thoạt nhìn bạn sẽ tưởng đây là một chiếc cân dùng để đo cân nặng hoặc thêm nữa là chiều cao. Thế nhưng đây là chiếc cân giúp bạn phân tích được 18 chỉ số của cơ thể như cân nặng, chỉ số BMI, tỷ lệ mỡ cơ thể, mỡ nội tạng, khối lượng protein, tỷ lệ trao đổi chất, cấp độ béo phì, độ tuổi cơ thể, v.v. Từ đó giúp người dùng có thể dễ dàng kiểm tra các chỉ số khi cần thiết. Cân sức khỏe thông minh Kenkona dựa trên hệ thống cảm biến tối tân kết hợp với điện thoại smartphone thông qua kết nối Bluetooth sẽ cho bạn kết quả nhanh chóng chỉ sau vài phút. Với thiết kế tinh xảo và hiện đại, mặt cân được làm bằng mặt kính siêu chịu lực, chống xước giúp bạn dễ dàng đánh giá một cách chính xác về cơ thể của mình. Màn hình hiển thị LCD, các chỉ số phân tích sẽ hiển thị trên phần mềm iFit App của điện thoại, lưu lại kết quả phân tích trước và sau để có thể so sánh lịch sử cân đo. Dựa trên các kết quả này sẽ giúp mọi người chăm sóc sức khỏe chủ động tốt hơn. Nhờ vào ứng dụng khoa học công nghệ, một số startup đã thành công trong việc tạo ra ứng dụng dịch vụ khám bệnh từ xa hay tư vấn các giải pháp về pháp lý online, các ứng dụng giáo dục trẻ em. Những ứng dụng này không ngừng được phát triển và có sức ảnh hưởng lớn trong xã hội và được thị trường đón nhận. Tất cả mọi tiện ích đều trở nên đơn giản và nhanh chóng, đó là nhờ kết quả của khoa học công nghệ mang lại. Còn đối với doanh nghiệp thì sao? Công nghệ đã giúp doanh nghiệp quản lý nhân sự, kê khai chứng từ, hóa đơn số, chữ ký số, hợp đồng số, chấm công nhờ mã vân tay, nhận diện khuôn mặt. Tất cả đã giúp cho quá trình vận hành của doanh nghiệp được chuyên nghiệp hơn. Thế nhưng cũng đã đặt ra nhiều thách thức cho doanh nghiệp. Với 20 năm hoạt động, DVL Ventool đã tập hợp các công ty thành viên, công ty liên kết tạo thành hệ sinh thái, trở thành địa chỉ uy tín của các cơ quan nhà nước, từ trung ương đến địa phương, của các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp và cộng đồng trên các lĩnh vực tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư, mua sắm công, tư vấn đấu thầu, quản lý dự án, tư vấn pháp luật, đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ, tư vấn phát triển xã hội và xúc tiến thương mại và đầu tư. Dù đã có 20 năm hoạt động, nhưng để thích ứng với khoa học công nghệ và chuyển đổi số, DVL Ventool dường như cũng phải khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong việc chuyển đổi số để không bị tụt hậu và bắt kịp những xu hướng quản trị, kinh doanh phù hợp. Chuyển đổi số bản chất nó chỉ là một cái gọi là chuyển đổi sự tương tác giữa người dùng, giữa người có nhu cầu với người phục vụ nhu cầu, làm sao để nhanh hơn và chính xác hơn. Thế thì khác biệt của DVL thì chúng tôi đã có một cái nhìn thấy rõ cái việc đó. Thì thứ nhất là làm sao để chúng tôi liên lạc được hoặc là có một cái kênh để tương tác với khách hàng, với đối tác nhanh nhất có thể. Đấy là một cái chuyển đổi đầu tiên. Cái thứ hai đó thì chúng tôi xây dựng lên những cái thư viện để thay vì chúng ta là gặp nhau, đến văn phòng của nhau hoặc đến cái nơi chúng ta phục vụ thì chúng ta có thể thông qua rất nhiều các cái ứng dụng để truy xuất, để tìm kiếm nhanh nhất có thể, chính xác nhất mà không cần phải là con người. Hiện thành phố Hà Nội hội tụ nhiều yếu tố để trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Bởi trên địa bàn thành phố tập trung hơn 70 tổ chức khoa học và công nghệ, trường đại học và viện nghiên cứu của cả nước, 14 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, chiếm 82 số phòng thí nghiệm trên cả nước. Nếu như đổi mới sáng tạo và công nghệ là trung tâm của hoạt động khởi nghiệp, thì các nơi tạo ra ý tưởng công nghệ được coi là hạt nhân của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Tự hào là trường đào tạo đại học ứng dụng với 70% thực hành, 30% lý thuyết. Khoa công nghệ thông tin trường Đại học Nguyễn Trãi Hà Nội từ lâu đã trở thành nơi nghiên cứu, học tập cho những sinh viên đam mê ngành công nghệ thông tin. Tại đây, đội ngũ thầy cô giáo phần lớn đến từ doanh nghiệp với kinh nghiệm thực chiến cao. Cơ sở vật chất dạy và học theo mô hình văn phòng doanh nghiệp. Đặc biệt, ngoài những môn lập trình cơ bản và nâng cao,
khoa công nghệ thông tin của Đại học Nguyễn Trãi đã đưa các môn học nắm bắt xu thế mới như trí tuệ, nhân tạo AI, công nghệ xử lý Big Data, điện toán đám mây, an toàn bảo mật hệ thống thông tin. Những cái phong trào khởi nghiệp hiện nay đang nở rộng và cũng là xu thế hay là những cái phát động của thành đoàn cũng như là chính phủ. Thì song cùng với đó thì trường Đại học Nguyễn Trãi chỉ đạo khoa thông tin định hướng sinh viên tiếp cận và cũng tham gia nhiệt huyết vào cái phong trào khởi nghiệp tại các cái trường cơ sở đào tạo đại học. Đặc biệt thì khoa thông tin Đại học Nguyễn Trãi cũng tổ chức rất nhiều các cái cuộc thi dành cho sinh viên, những sinh viên mới nhập học, những sinh viên đã học năm 2, năm 3 cũng đã định hướng cho các bạn phát huy cái năng lực sáng tạo và khởi nghiệp ngay từ trên ghế nhà trường. Đặc biệt thì với trường Đại học Nguyễn Trãi, bên trong hệ sinh thái của Đại học Nguyễn Trãi có một cái viện khởi nghiệp sáng tạo, và viện này cũng đã trích một cái quỹ đầu tư dành cho các bạn trẻ khởi nghiệp với cái quỹ đầu tư khởi động ban đầu hàng năm là khoảng 500 triệu để hỗ trợ và đầu tư vào những cái dự án sáng tạo của sinh viên, đặc biệt là sinh viên khoa công nghệ thông tin. Trong thời gian qua, hòa cùng với phong trào khởi nghiệp trong cả nước, khoa công nghệ thông tin và hội sinh viên trường Đại học Nguyễn Trãi đã có nhiều hoạt động thiết thực thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong sinh viên, như tổ chức phối hợp với các tổ chức cuộc thi, giải thưởng. Ngoài ra, các liên chi hội sinh viên còn phối hợp với các tỉnh thành đoàn hỗ trợ các dự án của sinh viên thông qua các trung tâm ươm tạo doanh nghiệp của các địa phương. Nói đến cơ hội nghề nghiệp, sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin có nhiều cơ hội việc làm ở các công ty, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các tổ chức, hiệp hội liên quan đến lĩnh vực phát triển, sản xuất, lắp ráp, sửa chữa trang thiết bị phần cứng, chuyên thiết kế, triển khai các giải pháp tích hợp về phần cứng và phần mềm và cả những vấn đề an ninh mạng như virus, hacker. Thậm chí bạn có thể là một chuyên gia IT tự do, hình mẫu ngày càng được ưa thích, làm việc độc lập, không phụ thuộc vào bất kỳ cơ quan, tổ chức nào, hoặc có thể cùng với một số đồng nghiệp khác tạo lập ra một nhóm hoặc công ty, một startup công nghệ riêng của mình. Ngành công nghệ thông tin hiện nay cũng đang là một ngành hot, và em chọn ngành công nghệ thông tin tại trường Đại học Nguyễn Trãi vì ở đây bọn em sẽ được học và thực hành rất là nhiều. Môi trường học ở đây cũng rất là trẻ trung, năng động, và cũng như giảng viên dạy cũng chất lượng rất là tốt. Khi học xong ngành công nghệ thông tin tại trường Đại học Nguyễn Trãi, em mong muốn sẽ được sử dụng những kiến thức mình đã học tại trường để được phục vụ cho những công ty và những nơi em làm việc, cũng như là phục vụ cho đất nước. Ngoài mô hình đào tạo trong trường cao đẳng, đại học, thì các viện, trung tâm đào tạo ngành công nghệ thông tin cũng là địa chỉ uy tín dành cho những người yêu thích bộ môn này. Đây là lớp học của Viện Công nghệ và Đào tạo Deskmaster Academy, đơn vị có bề dày nhiều năm trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn và xây dựng phần mềm, hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin. Giảng viên tại đây là những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực công nghệ thông tin và cũng chính là những người đã trực tiếp triển khai các dự án. Điều này giúp học viên có thể làm việc, được tham gia trong tất cả các khâu của quy trình sản xuất phần mềm công nghiệp ngay trong quá trình học. Giáo trình học tại đây đa dạng, nhiều môn học phù hợp với xu hướng công nghệ thị trường như trí tuệ nhân tạo, blockchain đáp ứng nhu cầu theo học của học viên. Bên cạnh đó, học viên có nhiều cơ hội nghề nghiệp sau khi kết thúc khóa học. Nhiều học viên đã trưởng thành và có công việc, thu nhập ổn định trong ngành công nghệ thông tin. Trong cái giai đoạn gần đây thì về cái số lượng bạn trẻ lựa chọn những cái đơn vị đào tạo ngoài trường đại học, cao đẳng cũng khá là nhiều, nhưng thực tế không phải là như vậy. Họ luôn luôn chọn hình thức là họ chọn một cái nơi đào tạo uy tín như các trường đại học và cao đẳng. Còn các cái đơn vị đào tạo ngoài, ví dụ như là Viện Công nghệ và Đào tạo Deskmaster, thì phục vụ một phần nào đó trong cái sự nghiệp của các bạn. Và cái xu thế gia tăng ở đây là khi mà các bạn lựa chọn như vậy, có nghĩa là các đơn vị ngoài có ưu điểm hơn ở nhà trường, không phải vì về mặt kiến thức mà nó là thực tiễn. Tức là các bạn ấy cần bổ sung thêm một số các kỹ năng thực chiến, thực tiễn về việc sản xuất các cái sản phẩm phần mềm các doanh nghiệp đang yêu cầu. Và cùng với đó thì các bạn thường lựa chọn tiếp cận ngay từ những năm thứ nhất, thậm chí là thông thường thì là năm thứ hai, nhưng năm thứ nhất là các bạn cũng đã lựa chọn
để rèn luyện cho mình một cái kỹ năng tốt và nó phù hợp hơn với cái nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo luôn được coi là cơ sở quan trọng hàng đầu cho sự phát triển nhanh và bền vững. Có thể thấy, hiện nay, nguồn nhân lực chất lượng cao cùng với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành yếu tố hàng đầu và quan trọng nhất của lực lượng sản xuất hiện đại, là chìa khóa quyết định tốc độ và chất lượng phát triển của các quốc gia và nền kinh tế. Để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trong bối cảnh thủ đô và cả nước tăng cường chuyển đổi số, giúp các bạn trẻ khởi nghiệp có thể cho ra đời được những sản phẩm công nghệ gắn với nhu cầu thực tiễn của người dân, tận dụng được các lợi thế về khoa học công nghệ để bứt phá và phát triển, kết nối và sáng lập các hệ sinh thái khởi nghiệp phù hợp với các dự án khởi nghiệp để thích ứng sự sáng tạo của những nhà khởi nghiệp trẻ tuổi, tư vấn và hỗ trợ pháp lý và đầu tư, hứa hẹn sẽ tạo nên những sự thay đổi tích cực cho kinh tế và xã hội. Việc là thúc đẩy cái tinh thần khởi nghiệp cho các em học sinh, sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng là một việc rất là cần thiết. Đấy là một cái nguồn lực chính để cung cấp cho các founder hoặc các CEO trong tương lai. Thì trung tâm vừa qua thì cũng thứ nhất là cũng thúc đẩy việc là các trường là thành lập những cái trung tâm ươm tạo doanh nghiệp tại các trường luôn. Thứ hai là cũng hỗ trợ tổ chức những cái hội thảo hội nghị để liên kết giữa các cái CEO thành công đến các em sinh viên, chia sẻ những kinh nghiệm, chia sẻ tầm nhìn, chia sẻ cái năng lượng của họ cho các em sinh viên, để các em sinh viên là có những cái gọi là khai mở cho cái việc là khởi nghiệp. Có thể nhận thấy một điều rất rõ tại Việt Nam hiện nay là hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang phát triển rất mạnh mẽ, có tới hơn 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp thành công. Cùng với sự hiện diện của nhiều nhà đầu tư quốc tế cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hay còn gọi là startup không chỉ đánh giá vào lĩnh vực kinh doanh hay số vốn họ cần để cạnh tranh, mà nó còn nằm ở khả năng tăng trưởng nhanh về khách hàng hoặc doanh thu của doanh nghiệp đó. Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo là một cộng đồng đặc biệt. Nó mang tính chất tạo ra những sản phẩm mới, phân khúc khách hàng mới, thông qua những công nghệ mới cùng các ý tưởng kinh doanh chưa từng có. Bên cạnh đó là cách tiếp cận thị trường cùng công nghệ thông tin không biên giới. Để hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại thủ đô, Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Hà Nội đã kết hợp với nhiều bộ, ban, ngành, đơn vị triển khai tốt các cơ chế, chính sách thông qua việc tích hợp thông tin về mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, chỉ dẫn kinh doanh, tín dụng, thị trường, sản phẩm, công nghệ, vườn ươm tạo doanh nghiệp và các thông tin khác nhằm cung cấp thông tin, dịch vụ, phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Năm 2021, Chính phủ có ban hành một cái Nghị định 80 rất là hỗ trợ, rất là tốt cho doanh nghiệp khởi nghiệp về cái hạ tầng, về cái chính sách. Nhưng doanh nghiệp của chúng ta cũng chưa nắm bắt được thông tin rộng, cho nên là các cái trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp ở các tỉnh là họ đang rất là cố gắng để họ lan tỏa cái nghị định để cho doanh nghiệp nắm bắt được về cái hạ tầng. Vì doanh nghiệp nếu mà tự đầu tư để có một cái hạ tầng tốt để mà vận hành cái chuyển đổi số thì khá là tốn kém, nhưng nhà nước cũng sẽ hỗ trợ một phần trong cái nghị định 80, cho nên là doanh nghiệp cũng đang tiếp cận dần và sẽ hỗ trợ gánh bớt một cái phần đầu tư ban đầu cho doanh nghiệp, và cũng nhà nước với doanh nghiệp đồng hành và doanh nghiệp cùng nhà nước để phát triển. Bên cạnh những thuận lợi, các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Ngoài các thủ tục hành chính thì hành lang pháp lý, cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam còn rất non trẻ. Vì vậy, không thể tránh khỏi những điểm yếu từ chính các nhân lực của các startup. Cùng với đó thì đa số các doanh nhân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hiện nay đều chưa được hoàn thiện đầy đủ về kỹ năng, am hiểu về truyền thông, marketing, thị trường, chuyển đổi số công nghệ. Cái khó nhất của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ấy, là đây là cái doanh nghiệp chúng ta đang là tự chủ và tự phát. Doanh nghiệp chúng ta là chưa chịu nắm bắt những cái thông tin, cho nên là nhà nước bây giờ mới đang tăng cường cái đào tạo, cái nhận thức, cái thông tin truyền thông để cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo người ta nắm bắt, người ta biết được là nhà nước đang cùng đồng hành với doanh nghiệp cái gì, và giờ các cái doanh nghiệp người ta đang có trí tuệ, đang có nền tảng cái gì,
để cùng đồng hành với nhau. Để hỗ trợ các startup, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025 cũng đã hợp tác với nhiều chương trình kết nối cung cầu công nghệ và sản phẩm của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nhiều lĩnh vực, tổ chức các hội thảo về chuyển đổi số nhằm đào tạo kiến thức, các giải pháp chuyển đổi số phù hợp với cộng đồng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tại thủ đô. Hà Nội quyết tâm trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, chuyển giao và phát triển công nghệ hàng đầu của cả nước. Để thực hiện hóa mục tiêu này, cần sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo để khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và làm chủ công nghệ mới. Theo đó, Hà Nội sẽ tăng cường kết nối, phát huy có hiệu quả tiềm lực khoa học và công nghệ của quốc gia, huy động đội ngũ tri thức, chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu ở các viện nghiên cứu, trường đại học trên địa bàn cùng vào cuộc để giữ gìn và phát huy thương hiệu thành phố sáng tạo vì sự phát triển thủ đô.